Hello, thì chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review tiếp về cái bộ trang phục của Leo, hộ vệ bất tử. Hồi nãy thì mình cũng có đăng về trận đấu của nhân vật người bán đồ chơi rồi. Và hôm nay mình sẽ review tiếp một buổi tối mà tận 2 clip luôn. Mình cũng đang rất là phân vân, không biết làm sao. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng gọi là đền bù lại cái ngày hôm nay mình trễ nải cho anh em. Ok, đầu game thì các bạn chơi Leo thì nó cũng hơi tù một tí. Nó không có skill gì ngon lành hết trơn á. Đánh chay thôi nha mọi người. Trận đấu này thì mình sẽ lên 12 và 6. Bình thường nếu mà các bạn muốn có skill nhanh, muốn có những con rối nhanh thì các bạn có thể lên nhánh 9, 9, 6 cũng được. Hoặc là bro hơn khỏi nhánh 6 luôn. Được ăn cả ngã về không. Đó. Bên này vui như hội chợ ấy nhỉ. Khiếp hai ông được rượu. Nhá, chó cắn mới ghê chứ. Chó cắn mới cay chứ. Và khi mà mình bị tác động bất kỳ những cái gì từ survival gây ra thì mình sẽ được lửa nha. Các bạn cứ yên tâm, không phải lo những vấn đề đó. Nhưng cá nhân mình thì mình vẫn thích vòng của nữ chủ tế hơn. Tại vì cứ mỗi lần mình đi qua vòng... cái gì nữa nhỉ? Sọ của mỹ nhân nữa đó. Đó. Cái gì đứng im vậy? Thôi xong rồi bạn ơi. Quay đầu là một cái bức cửa sổ. Bức cửa sổ mình đóng kín rồi. Ui vậy mà hụt kìa. Chạy hay nhở. Ui nghe tiếng tạo vòng này. À, đi ra kia chơi. Rất là chủ quan. Cũng không kịp đánh chủ tế nữa kìa. Tức. Tức quá. Không biết giờ này các bạn ăn cơm rồi chưa? Ôi giờ mình cũng rất là mong chưa ăn cơm ngồi xem mình nói chuyện nhảm cho nó vui. Thực ra thì các bạn thấy rồi, bây giờ có những cái channel có những rất là nhiều thứ để giải trí. Đặc biệt là trong những cái giờ mình thích nhất là giờ ăn cơm ấy, mở ra xem. Cái cá nhân mình thì mình toàn là xem phim cung đấu thôi. Mình xem tới xem lui, kể cả bố mẹ mình cũng không thích xem phim đấy, nhưng mà mình cứ bắt xem. Mở lên là phải xem, không được cãi. Thì thường thường là người lớn thì họ sẽ thích nghe những cái thời bản tin thời sự hơn. Ui giời ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Ngon, quá ngon luôn. Rồi, cho ra ngoài ghế đây, dễ xử lý. Bộ trang phục này nhìn ngầu bá cháy luôn ấy, thật sự đẹp. Mình nói thật đẹp luôn, cầu đợt này skin nào cũng đẹp hết trơn ấy. Ngày mai thì mình sẽ review tiếp về... Rồi, cứu luôn. Ôi giời ơi, cái gì đang xảy ra vậy? Hả mấy anh chị? Các bạn muốn mình thắng vậy hả? Ôi, nữa nè, tẹt rô nữa không? Ủa, mọi người, đầu mùa mà mọi người, có phải là cuối mùa đâu mà tự sát lấy điểm logic bát vậy? Ủa có team bạn ổn không vậy? Nhìn trận đấu có 3-4 phút mà mấy bạn làm mấy quả tẹt rô, 3 quả tẹt rô 3 đứa vậy? Các bạn có ổn không? Thôi rồi xong. Ủa chơi nhẹ nhàng vậy, mình tưởng chơi Leo phải tù túng, phải làm cái gì đó cho mình đau khổ lắm chứ. Bởi vì Leo là một trong những top gọi là ít người chơi bởi vì nó khá là yếu mà chơi. Nhưng mà không đâu nha. Trời ơi, thử giai đoạn giữa game xem. Nó có lửa, nó cho thấy mặt trời mặc hướng nào luôn. Và dĩ nhiên là các bạn đừng chuyển kênh. Trận đấu này ngắn quá, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho anh em cùng xem nha. Trời, nhức nách thiệt sự luôn. Ok, mình đã quay trở lại ở trận đấu thứ hai. Và các bạn biết là cái nhân vật này nó... không biết cảm nhận mọi người sao, nhưng đối với mình thì nó có một cái hitbox gọi là đẻo. Mấy cái nhân vật mà đời đầu á, hitbox nó làm sao ấy. Nhưng mà được cái là skin nó xịn mọi người. Skin nào của Leo cũng đẹp hết trơn á. Mặc dù là nó chỉ là một skin bình thường như là skin B thôi.
coi kìa, nhìn bức thư trông ngứa mắt không? À, gửi thư cho ngay chính bản thân mình mới ghê chứ. Sao chạy nhanh thế? Gặp chị nữ ở phố rồi. Chạy đi đâu anh yêu? Rồi, cái thanh kiếm nó cứ nhọn nhọn kiểu quái gì á. Thôi xong rồi. Nhìn nó giống thanh kiếm của một cái vị siêu nhân nào đó. Mà cá nhân mình thấy cái bộ trang phục này với bộ trang phục nữ nhân giống y như là ở phe ác ấy, đang chiến đấu hoặc là đang làm một cái gì đó rất là mờ ám đối với nhân vật người bán đồ chơi. Một cái bộ skin. Soi ngay chị điều phối. Mình chơi Hunter mình thường ít mang nhánh soi lắm, mà thực sự ra lên nhánh soi cũng rất là khó chịu nha. Đối với survival thôi. Bắn nó. Ui thôi xong. Những nhân vật nào mà chuẩn bị đi cứu á, mà lên cái nhánh soi bị soi trúng á, là cảm giác bất bại rất là tù túng luôn, không biết phải làm sao. Nhưng mà mình thì lại ít mang, mình toàn lên hết điểm cho lau kiếm không à. Ủa? Cái gì bung tay vậy ông nội? Giết nó. Ủa cái gì vậy trời? Cái con dung nham nó cứ bị ngáo ngáo gì á, đứng im một hồi vậy trời. Lát nó dịch sang bắt lính thuê. Yeah. Chị thở máy làm mưa làm gió. Vô. Con này không biết có đỡ được lửa cái gì súng không ta? Bắn đi. Ủa không. Đau. Trời ơi. Thôi đi sang bắt lính thôi. Trời nhức nách ghê luôn á. Vậy là chỉ có con dung nham đỡ được thôi. Tức chết. Đây rồi, đây rồi. Cái hầm ở ngay nhà nhỏ luôn. Phê mọi người ạ, phê. Hôm nay mình thấy có một bạn mở ra một lúc mà hai skin mỹ nhân trong 10 quả cầu luôn. Kẻ lần không, kẻ tìm không hết, kẻ lần không ra. Những người như mình muốn kiếm bất kỳ một bộ skin trong cầu thôi mà nó cũng không ra là nó không ra. Từ 9.000 đá mà lên 12.000 đá là các bạn biết rồi. Nó vô nghĩa cực kỳ luôn. Mà không sao, mặc dù thì cũng có đá thì mình cũng ăn ủi được. Nhỡ nó có bán những cái phụ kiện gì mình yêu thích là mình sẽ mua. Vừa rồi mình vừa mới mua được con ạc cũng khá là ngon. Mình chơi cái ạc cũ của mình đi và bù thêm một tí tiền bé xíu. Sắm được cái nick cũng khá là ưng ý. Có bé gấu. Bé gấu xinh xinh, xẻo xẻo. Cái gì đi cứu người vậy? Chị điều phối. Úi giời ơi. Ôi dịch về cho điều phối lên đĩa nhở. Nghe tai giống đưa thư đang ở gần đây à? À robot à? Mình cứ tưởng là đưa thư cơ. Vậy là chị thở máy, chị manh động. Ây giời ơi, thôi xong. Biết ngay mà mình nói có sai đâu. Rối tôi cam hết, tôi để dành lửa hết rồi. Nếu ông bà nửa máu manh động tôi bột cho luôn. Thôi xong, trận đấu rất là nhanh luôn, không hiểu sao. Yeah, hello. Chào điều lệnh nè. Sự cơ động. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Nói chung là dồn dập ghê luôn. Một buổi tối mà tận cả đống clip như thế này. Và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và đạt nhiều thành công. Học bài thật tốt nha. Bye bye.